Ở đây là Cave Rock gì đó, có cái sử liệu về mấy cái này nhưng mà mình không có dịch nữa đâu nha. Đi xuống dưới kia cho nó gần hơn. À, có căn nhà nhỏ nữa nè. Thấy chưa? Căn nhà nhỏ như cái chỗ đi tiểu, đi tiểu. Thì đó, căn nhà nhỏ là nơi mà mình có thể giải quyết cái bầu tâm sự của mình. Đây là đường đi phía trước. Cái hồ bên tay trái của chúng ta. Lâu lắm mình mới làm cái nghề này nữa nha. Tức là đi quay phim, vừa đi vừa nói. Đây, Logan Shores Vista, xin làm ơn giữ vệ sinh sạch sẽ ở chỗ này. Làm ơn khi mà đi đó thì đem theo hết tất cả rác rưới và luôn cả thuốc lá còn dư. Nó hơi bị rung thì thông cảm nha. Chị Cúc tận tình chụp lắm, tại vì ở trên xe nó có máy sạc pin. Nè, chị Cúc nói lời nào với gia đình con cái đi. Trời đi vui lắm vậy đó, chồng con ơi. Từ 1 tới 10 vui bao nhiêu? Vui tới 15 lần. Có một du khách này nè. Đây nè, bóng tôi nè, thấy không? Đó, không có mặt tôi trong lên nhìn bà bóng tôi. Đó, hồ nè. Đó, thấy bóng bà Bảy chưa? Người không có giữ lời thề. Thấy đá chưa? Đá đó. Thấy thông chưa? Quay qua đây đi, quay qua đây đi. Lấy cái anh luôn, hai đó, hai chị em quay qua đây đi. Đẹp ha. Nó có con đường ở đó mình đi xuống đó được không? Hả? Nó có cái con đường ngoài đó đi ra được không? Đi được chứ. Xuống xuống không bây giờ đâu. Để đi xuống được rồi. Đi xuống đây là xuống không. Đường. Nguy hiểm. Không có đi được mà, chỉ có mang giày mà đi được đâu có sao đâu. Không có. Trời ơi, tôi đã nhát, chị còn nhát hơn là sao? Tại vì tôi là người ngoại quốc. Chị là người ngoại quốc, đúng rồi. Mình quay hơi nhanh ha, xin lỗi bà con nha. Đó. Đó, cái hồ đó. Xuống tới dưới này sao đâu còn nhìn nữa. Đó. Mình đi mình cũng quên đem theo cả luôn cả cái này. Ừ. Đẹp chưa chị Cúc? Khen ai khéo tạp đá treo leo. Bầu trời xanh, mây trắng, hồ nước trong xanh. Một người nam. Dạ. Nhưng mà hít thở không khí trong lành ở đây là tốt ha. Để gì bảy về bỏ lên YouTube cho tụi con coi cái này nha. I miss you. Giống như dì Oanh nói lúc trước đó. Thiệt,
Nhớ nhiều lắm mà không biết làm sao. I miss you, I miss you, I miss you. Hương ơi. Còn Kim đây kìa. Kim, 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 Kim. Kim, dạ. Kim, Kim. Đi ha. Rồi đi. Đi. Thỏa mãn thú tánh chưa? Thỏa mãn thú tánh chưa? Cũng cây cối, có gì đâu lạ đâu, cũng cây, cũng đá nữa. Cũng vậy thôi, chứ cái này bưng về Việt Nam thì nó là của Việt Nam, mà nó bưng về bên đây thì nó là của bên đây. Thấy không? Nhưng mà bây giờ đó mình đã xóa bỏ hận thù rồi. À, nó đứng đây chụp cái đá này cũng hay nè. Ok. Chồng mình mời nữ hoàng lên đứng cục đá chụp kìa. Chết mồ nãy giờ có cái cần cổ. Cái còng nè, cái còng của Nguyễn Trãi. Sáng không anh? Thôi thì đứng lên gắn lên. Hào quang chiếu sáng. Đâu thì giờ không nghe. Cô bà chơi vậy. Cô bà chơi tôi rồi nha. Cho bà lên đi. Chị ơi, buông tay ra, buông tay ra. Rồi, anh tôi làm cái cầu Nguyễn Trãi nha. Rồi. Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi làm trước. Bị treo cổ chém đầu. Buồn chứ. Thù này ta, con hãy trả cho ta. Điên chụp quá. Đi chụp cho mình. À chồng mày chụp. Chồng mình chụp cái hầu quang nữa nha. Vậy chị để lên đi hầu quang của chị đó. Được chưa? Hầu quang, tôi không thấy hầu quang đâu. Sao giống như là giống như mấy người mình nói tổng đài vậy. Bây giờ bánh bao bánh tiêu. Này giống tà phù á. Cũng đây là một cái nón. Thì nó có khác gì đó là cái rế của mấy cô mà mặc áo dài khăn đóng đâu. Rồi. Vậy chưa? Rồi xong. Mày đeo vô.